Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua Liên Quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Hello mọi người nha, mình là Kali Soái Ca bị điên đến từ Điện Biên đây. Đấy mọi người ơi, mà mình vừa mới ngủ dậy mọi người ạ. Mình ngủ ở nhà thành côn đấy, dạo này mình sang ở đây để mà livestream á. Nhà của bà mình thì đi sang Bảy Ước thôi là đến rồi. Đấy, nhưng mà mình ở nhà thành côn để mà livestream mọi người ạ. Công nhận dậy ra mát mẻ các kiểu thật. Bây giờ là mình sẽ đánh răng xong mà tí là mình sẽ đi net đấy mọi người nhá. Tại vì chơi ở nhà chán vách cả nồi, không có bạn anh em ạ. Đấy, không có bạn nên phải đi net anh em ơi. Quá chuẩn luôn. Đấy, tí đi net ăn mì tôm cộng sờ tinh đỏ cho nó chất anh em ơi. Bây giờ là đánh răng rửa mặt đã. Ok mọi người ơi, mình đã đến quán net rồi mọi người ạ. Do hôm nay mất điện nên là tối mình mới ra được. Bây giờ vào gọi mì tôm đỏ với cả sờ tinh đỏ với cả bát trứng anh em. Bát là mì tôm trứng đấy. Ok mọi người ơi, mình đã đến quán net rồi mọi người ạ. Ado, có thành côn ra đây chơi luôn à. Ui, thanh niên này chơi game luôn. Thẻ vô cùng 1-1 luôn. Ado, khét đây anh em, khét đấy. Đây làm gì đấy? Ado. Ra chơi nét chứ, ra ăn mì tôm. Thành. Gọi cho Út chai sờ tinh đỏ với cả bát mì tôm trứng xem nào. Nice. Mời thành một chai chứ. Ok luôn. Anh ơi. Cho anh một mì tôm trứng với cả hai chai tinh đỏ. Trẻ con quay gì mà quay ra chỗ khác chơi. Ui sợ quá, sợ quá. Khúc này mình run vách cả nồi ra anh em ạ. Không dám nói được gì luôn nên uống sờ tinh cho nó hết run này em ơi. Đấy, tại mày tao thua rồi đấy. Thua thì thôi, có gì đâu, tao xem nào. Đây, tôi này. Hù, vừa mới giành bạc thôi mà cũng ngoài thằng này. Hù má tưởng danh bạc anh em ạ. Trời ơi trời. Đây bạn thành côn à? Thành côn. Bạn thành côn à? Thằng đệ cứng đấy. Đủ. Đâu cho anh cho em mượn nick xem nào. Để em mượn nick xem thử. Ui. Cái gì? Bố ma son luôn. What the hell? What the fuck? Bố ma son luôn anh em ạ. Ma son Điện Biên à? Ma son Điện Biên. Đủ, khét đâu. Ui. Ma đúng vào bấm vào thử. What? Vác cả nồi ạ. Ui dồi ôi, top 2000 thách đấu luôn ạ. Nani? Ma lúc đầu là tưởng danh bạc. Ui dồi ôi, bắn khét đấy. Thách đấu luôn. Ác thẻ vô cực mùa 1. Xong AK level 7 đủ thứ luôn. Really nigga? Em nhìn này, AK level 7. Xem anh còn có skin gì mua em. Đù. Ui. Ui, nhìn khét thật đấy em ạ. Thế mày có biết chơi game không? Đù, em không biết chơi thôi. Em không biết chơi đâu, danh của em mới danh thách đấu mấy chục sao thôi mà. Bây giờ anh có muốn dám solo với quân đoàn em không? Em thấy anh vừa giàu vừa lại vừa bắn hay. Quá là điều bình thường luôn. Quân đoàn em hơi bị đỉnh đấy, bây giờ solo 1-4 chơi không? Khôn thế quê mình đây. Chơi bảo vào đây, chơi luôn. Đù, khét đấy. Được em ơi. Đây quân đoàn nhá. Quân đoàn của em, riêng cái thằng này này, thằng này thách đấu này, thằng này chùm gọi là chùm luôn đấy. Còn mấy thằng này á, cân 3, cân 4, đố anh cân được, đấy, vào đi. Ok. Đồ xem thanh niên gáy to, mình ra nét tự nhiên gặp thanh niên này, tự nhiên gì đấy, bố ma son. Đồ, khét thật đấy, không ngờ ở trên Điện Biên mình cũng có thanh niên này thách đấu luôn anh em ạ. Lúc đầu mình tưởng không có ai chơi chứ. Đây gọi là ma son Điện Biên đấy. Alo, bắn đục bạc luôn. Mày nhìn tao bẻ cổ 4 thằng này này. Ao, bẻ cổ 4 thằng này luôn, khe đấy. Cái to hơn cho anh. Ôi anh em ơi, công nhận thanh niên này bắn hay thật anh em ạ. Khúc này là mình kiểu run lẩy bẩy, không dám bình luận trước mặt luôn anh em. Ấy headshot này anh em này. Bắn đục bạc 500 máu, phải 2 viên headshot thì nó mới chết đúng không? Đây này anh em nhìn này. Ấy, nhìn bắn headshot luôn anh em ơi. Đây em từ từ nhá, đấy. Ôi, chưa, như đúng rồi đây, két sò luôn đấy anh em thấy chưa đâu.
Má, anh em bắn hay với cả nồi, lúc đầu mình tưởng bắn gà chứ anh em. Nhìn thẻ bầu cử mùa 1 xong danh đách đấu luôn, ảo thật đấy. Nó quân được cửa mấy thanh niên trong quân đoàn mình luôn, khét tiếng thật sự anh em ơi. Nó còn đặt tên là bố Ma Son nữa chứ. Đấy anh em bắn dùng hạ bạc này, bắn dùng bạc gần 2 rồi này. Đấy anh em khe lẻ đấy, khe lẻ đấy. Nó mấy thanh niên bắn như kiểu rằng bắn không trúng gì này. Thằng này nó bắn kiểu này này. Đấy anh em này, nhìn người của quân đoàn mình này cứ bắn xong là keo đặt, keo xong toàn chết à. Rồi chuẩn bị bay đầu này, nhìn quả này chuẩn bị bay đầu rồi. Đấy bay đầu rồi anh em, đấy khét lẹt thật sự anh em ơi. Ui giời ơi. Lại headshot kìa. Đẳng cấp không? À đù, khét đấy. Ui. Anh ấy à, sao mà cân được? Quân đoàn cu không phải gì đâu nhá. Đấy là mấy thành viên quân đoàn thôi. Chấp còn... 2 dao, chấp 2 dao. Còn đây á, em mà vào á, chấp anh 70 luôn. Ui anh em ơi, nhìn cách di chuyển của nó này anh em này. Nhìn cách di chuyển của thanh niên này này. Đấy, bắn xong đặt keo nhanh cực kỳ luôn anh em ạ. Không kiểu dạng không động tác kia luôn đấy. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Nó kiểu mấy thanh niên kia đẩy lên bắn xong đặt keo luôn, không kịp bắn luôn anh em ơi. Đấy. Uầy, má bay đầu kìa anh em kìa, bay đầu kìa. Trận này với cả nó tạo phòng nhầm kiểu dạng 500 máu nữa anh em ạ. Nếu 200 máu thì bắn một phát là chết rồi. Đấy anh em này, đoạn này này đấy chưa, đoạn này mà 200 máu phát là chết rồi đúng không anh em? Khe lè thật sự, bắn kinh thật sự anh em ạ. Mày thấy gì chưa? A à, đù. Cắp chưa? A à, đù. Đúng rồi anh trai của ta. Quá là điều bình thường luôn. 4 con gà này. Con này giống thế nhỉ? Ok kìa. Đồ con này chấp lục luôn. Này chấp lục này, này thì chấp lục này. Mà ra đây. Đây. Chết bò chưa? Đẳng cấp chưa? Quá khá. Thông minh lắm. Sao bốn thằng trong con đà cô em gà đấy. À đù, chẳng qua nó chấp thôi, thế anh một cân 4 nên nó nhảy nhả xíu. Đố anh thắng được á, em cho 20k kim cương luôn nhá. À đù. Thế thì mày banh kim cương trước đi. À đù. Này, nhìn này. 4 thằng này đúng không? Một thằng này, chấp lục này, này thì chấp lục này. Đấy. Ado. Thấy chưa? Nó bảo chấp rồi, một viên DE nhá, một viên DE ông thắng. Ăn mày. Ado. Anh thì cái gì cũng giỏi. Nhưng giỏi nhất là bốc phét. À, bố này dồn kinh thế nhỉ. Ghét mình hay sao ấy.
Này thì chấp lục này, lại còn chấp đục cơ à. Một thằng từ từ con máu. Đục, đục. Này chấp lục này, chấp lục này. Bẻ cái sừng mình kia mang về chưng như ngả voi. Bẻ sừng của nó về sấy ăn Tết. Này sừng nhựa nè. Nhìn em bẻ nè. Một này, này sừng này. Từ mình tính. Sừng này. Mà thấy gì chưa? Quá đẳng cấp. Mày hả mày chấp lục hả mày. Mày đây, thằng sừng nhựa mày đây. Mày sừng nhựa này, mày thấy gì chưa? Tụi bốn thằng này à, chơi bẩn đấy nhở. Mày hả mày, ông chết kìa đối đam à. Mày hả mày. Mày thấy gì chưa? Thật không được, không thể tin nổi. Được bốn con bò. Lấy 20.000 kim cương của nó cho anh. Bây giờ kim cương đâu?
Nạp cho anh đi cô. Đủ bắn khen đấy. Từ từ anh em đi vệ sinh phát. Em đi vệ sinh phát xong em chạy ra em nạp cho anh luôn. Ok đi nè. Thôi về thôi anh em ơi, gặp cao thủ. Đã về đến nhà rồi anh em ạ. Má, sợ vách cả nồi, định ra đấy chơi mà áp lực vách cả nồi hết 20k em cương anh em ạ. May mình trốn kịp anh em ạ. Ok, video của Kelly đến đây kết thúc. Bye anh em nhá.